ngân hàng mới vừa gọi nói xử chúng ta sắp phá sản rồi ngân hàng nói như vậy thật sao trong trong tài khoản không có tiền sao rõ ràng mới chuyển vô 500 triệu nhưng ngân hàng lại nói là không có nhưng nhưng sao lại có chuyện như vậy được lúc nào trong tài khoản cũng có hơn một tỷ mà dạ đúng nhưng mà ba ngày trước có một tỷ đã được chuyển vào tài khoản riêng của giám đốc Sao? Trời! Chuyển vào tài khoản của tôi sao? Ai đã chuyển vậy chứ? Nhưng mà tài khoản đó cũng chỉ do giám đốc và anh Hành quản lý thôi mà. Bà! Bà đi kiểm tra lại trước đã, xem có tiền chuyển vào hay không? Hả? À. À, trời! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Hả? À. Bà chắc chắn chuyện này không phải do ba làm chứ. Giám đốc nói rõ ràng ra một chút đi. À, không phải, không phải đâu. Để ba xem, để ba xem. Trời ơi sao lại báo sai mật mã chứ Bà Bà cứ từ từ làm đi Phải ngăn công ty phá sản trước Sau đó họp cổ đông nghĩ cách sao Con sẽ ra ngân hàng coi sao Hả Sao Sao vậy Trời ơi Sao tôi lại Chuyển tiền từ tài khoản Của công ty qua tài khoản riêng của tôi được chứ Chắc chắn là ông ở nhà dùng mạng để chuyển tiền rồi. Nếu vậy cũng cần phải có thẻ chứ. Nhưng mà tôi còn chưa nhìn thấy cái thẻ của tài khoản pháp nhân nữa có khi nào là ở nhà không trong phòng của anh Han? Hả? <laughs> Bây giờ bên đó đang rối tung chứ gì? <laughs> Thưa giám đốc, chuyện này nghĩa là sao? Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên trong tài khoản không còn số dư mà vẫn muốn rút tiền. Tôi xin lỗi, cho tôi gặp các chủ nợ được không? Ừ, nhưng mà Tiền đã được chuyển vào tài khoản riêng của ba tôi thật hay sao? Ừ. Tôi cho cô xem lịch sử chuyển tiền. Sao ba tôi lại không biết gì hết? Ngày chuyển là cũng chính là ngày anh han qua đời. Tại sao lại có chuyện này? À, nhưng mà sao hội đồng quản trị lại đột ngột đòi bãi nhiệm tôi vậy? Trời ơi, chuyện này để sau rồi hãy nói đi, mau tìm thẻ OTP trước cái đã. Tôi về nhà để tìm cái gì vậy? Tìm cái thẻ OTP, nếu muốn đăng ký online vào ngân hàng thì phải cần tới cái thẻ đó mà. Ờ à, thiệt tình, tôi đâu biết nó ở đâu. Trời ơi, ở đây nè chứ đâu. Rõ ràng là nó ở trong phòng mà. Ờ, à, tôi hả? Sau khi con trai của ông mất, ông giống như người mất hồn. Ông đang bất an chuyện gì hả? Ông muốn công ty của mình bị phá sản hay sao? Không phải tôi làm thật mà. Ờ, à, à, cái giòn hả? Có một tỷ được chuyển vào tài khoản của ba thiệt sao vậy con? Ba mau chuyển qua lại đi. Ờ, à, nhưng mà bây giờ số mật mã xác nhận bị sai rồi hả? hôm nay không đăng nhập được đúng là hết nói nổi mà ông bị lãng trí hả mau đưa điện thoại cho tôi ờ à, à. à, tôi vừa mới đưa giám đốc về nhà xong nhưng mà thẻ otp á lại nằm ở trong ngăn kéo phòng đúng là giám đốc đã chuyển tiền đó dạ tôi đã biết rồi ông hãy mau đem chứng minh nhân dân sáng mai tự đi tới ngân hàng giải quyết chuyện này đi hả à, ông biết chưa ờ à, được rồi à, đem theo uh, chứng minh nhân dân là được phải không ờ ờ ờ Hả? cái gì nữa vậy không có chứng minh nhân dân hả ờ à, lâu mất rồi tuần trước tôi mới lấy ra mà lạ thiệt à lạ thiệt à. À. chờ chút tôi còn có một chứng minh nhân dân khác nữa chắc trong ngăn kéo à ờ ờ ờ ờ alo ờ à, ờ à, à, được được cô nói như vậy đúng lắm giám đốc của chúng ta rất khác thường đó anh sợ lắm phải không hôm nay chúng ta gặp nhau một lát có được không sao gặp nhau hả hy vọng là anh không nói cho cô út nhà tôi biết à à à được tôi biết rồi vậy thời gian địa điểm tôi sẽ nhắn tin cho anh được xưởng trưởng đó là người như thế nào là người tin là công ty họ nhờ qua bi mới có ngày hôm nay hôm nay công ty nào cần chuyển tiền vậy là đối tác làm ăn từ khi công ty mới thành lập tới nay thường thì họ sẽ thông cảm một chút chúng ta phải làm cho tình hình đặc biệt lên một con chút. con trai vừa mới chết là giám đốc công ty đã dội vàng tham ô tiền bạc liền đó là chuyện không thể tha thứ ô trời ơi ông đang làm cái gì vậy tìm đồ hả ờ à, sáng ngày mai à tôi phải tới ngân hàng một chuyến nhưng không tìm thấy chân minh nhân dân gì vậy quần áo này đã giặt sạch xếp gọn gàng hết rồi ông tung ra hết như vậy mắt công phải xếp lại bà xã bà xã bây giờ tôi kỳ lạ lắm hả tôi hoàn toàn không nhớ gì hết nhưng mà bọn họ đều nói tôi tham ô tiền của công ty chuyển vào tài khoản riêng ngay trong buổi tối đuôi don ra đi ông nói cái gì vậy hôm đó tôi với ông luôn ở bên cạnh nhau mà đúng rồi ờ à, giám đốc kim Hôm nay chưa chuyển tiền cho ông được nha. Xin lỗi, sáng mai tôi sẽ chuyển quà cho ông sớm ha. Xin lỗi hả? Ở trời ơi, là do mật mã xác nhận bị sai nên hôm nay không chuyển tiền được. Bây giờ ông đang toan tính chuyện gì vậy? Chúng tôi không thể vì thiếu 500 triệu mà không chuyển tiền cho ông. 500 triệu? Công ty của ông có bao nhiêu chủ nợ? Có cả chục người lớn đó. Trời nói gì vậy? Không phải đâu. Chỉ có 500 triệu của công ty ông thôi, với lại ngày mai có thêm một người nữa. Ông đã tham mô công quỷ rồi còn gì nữa hả? Ờ à, trời, Bọn, họ nói như vậy, tôi thật không biết phải nói sao đây. Không biết nói sao hả? Cái thứ xấu xa ừ, này. Ôi trời ơi. <laughs> ông giao việc kinh doanh cho một mình con trai của ông. Còn ông thì đứng phía sau khoe khoang khoác lác với chúng tôi. Chúng tôi biết hết rồi. Bây giờ con ông vừa chết. Sao hả? Không còn thấy gì khác. Nên định ôm tiền bỏ chạy sao? Bởi vì ban quản trị mới muốn đổi giám đốc đâu mới không? Nè, nè ông kia. Đổi giám đốc nghĩa là sao chứ? Sao ông có thể nói như vậy được? ban quản trị đã quyết định xong rồi cho nên đã mở cuộc họp cổ đông đó chuyện đó có thật hay không nói tóm lại nếu như ngày mai ông không đem tiền mặt qua được thì tôi không tha cho ông đâu ông lo tính đi à. trời 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 ơi tại sao mọi chuyện lại tới dồn dập như vậy thiệt tình tôi không hiểu gì hết trơn á À... Rốt cuộc tại sao hắn lại giết Han Duyong? Nhất định sở trưởng Beck có lý do gì đó mới giết người như vậy. Theo tôi đoán thì có lẽ là do hắn bị lộ thân phận. Han Duyong đã nhận ra gương mặt của sở trưởng Beck. Nghĩa là trước đó bọn họ đã từng gặp mặt. Được rồi, bây giờ Kansina đang làm gì vậy? Cô ta đang xuất tiến việc kế thừa tài sản của Han Duyong và đón con gái của ta về. Nhưng mà hình như là cô ta đã bày trò đùa với tài khoản pháp nhân của sơ rì hai cha con họ can gian xảo đó làm sao mà chịu ngồi yên chứ còn vua chung Han, bây giờ vẫn chỉ ngồi xem sao dù sao cậu ta cũng không bị mắc lừa là cho Đức bê đã tự sát chắc là đang bắt đầu tìm kiếm gì đó ừ, nếu hết cách nó sẽ tới tìm tôi thôi văn phòng của sở trưởng bác chỉ là một trung tâm chạy việc có bản hiệu, cũng không thấy ai tìm tới đó. Chỉ có một người thường hay ra vào. Nghe nói người đó rất xinh đẹp. Chắc là người phòng bên. Nhưng dạo này Kang đang bận gì vậy? Hình như cô ta muốn bãi nhiệm giám đốc Han Su Chang trong Seoul return. Ngày mốt sẽ có cuộc họp cổ đông. Cô ấy là vợ. Mà làm chuyện đó ngay trong tang lễ của chồng mình sao? Cứ thấy cổ phiếu của Shell trên thị trường là mua hết vô và tìm các cổ đông khác để mua lại chuyển nhượng. Càng Sena đã thuyết phục được các cổ đông. Chắc bây giờ đang đi gặp họ. Để tôi xem trên căn cá nhân của trưởng phòng xin. Vẫn đang tìm gia sư tại nhà sao? Khách sạn. Có một khách sạn lớn nè. Điều tra kỹ cho tôi. Dạ. À, chú Mapo dạo này đi đâu vậy? không nghe tin gì hết. Giao đồ ăn đây. Ừ. Nè, cậu tới đây lần đầu hả? Dạ. Nè, cậu nhìn tấm hình này đi. Chưa gặp bao giờ. Hai đứa em thất lạc hồi nhỏ của tôi đó. Ủa? Sao không giống chút nào hết trơn? Đưa thẻ cho tôi cà. Nè, cái áo này với thiết kế của cậu có gì khác biệt viết báo cáo nộp cho tôi? Ồ, ừ. dạ. Nhưng mà tôi thấy giám đốc vô giáo dục có hẹn đó. Xuân Di nhà tôi lần đầu phải ăn cơm một mình rồi. Để rồi tôi tới đón nó. Cậu nói với bác gái giùm tôi, sau này tôi sẽ thường xuyên tới thăm nó à vậy tốt quá à chị của tôi á tới gặp sếp lớn rồi mới có mấy ngày mà cô gầy đi nhiều rồi dạo này ba mẹ cô thế nào cảm ơn ông đã quan tâm họ vẫn ổn tôi muốn nói chuyện với công xưởng tôi cũng vừa mới nghe xưởng trưởng báo cáo rồi sao bên cô lại chậm trễ thanh toán như vậy thời gian này gia đình tôi đang rất bối rối tôi xin lỗi nếu bên cô báo với người của chúng tôi một tiếng thì tốt rồi thật đáng tiếc sao con tới đây con nghe nói ca giòn tới có chuyện gì vậy ba chuyện công việc thôi hay là ông cho chúng tôi thuê xưởng như lúc trước hoặc là chúng tôi ký lại hợp đồng chúng tôi vẫn muốn mua lại xưởng. ờ à, nhưng làm sao bây giờ xưởng của chúng tôi phải lấy lại gấp để bán bây giờ đã có người muốn mua rồi. ông nói gì sắp bán công xưởng rồi sao? Bà có thật là vậy không? Hợp đồng đã được thỏa thuận rồi chắc hôm nay họ sẽ gửi hợp đồng chính thức qua. Tôi có thể hỏi là công ty nào được không vậy? ở trong nước cũng đâu có bao nhiêu công ty sản xuất mặt nạ led đâu. tôi xin lỗi. lần này tôi không giúp được cô. tôi sẽ hỏi thăm thêm về chuyện công xưởng. vậy nhờ anh nha. nếu không có xưởng chúng tôi rất khó xuất khẩu hàng đúng hẹn đó. sẽ có cách thôi mà. cô qua phòng tôi uống ly trà cái đã. Thôi khỏi. Tôi phải tới văn phòng khác. Vô đi. Cô anh ca dông tới tìm cô. Sao anh tùy tiện cho người vô đây vậy? Chị đã đi gặp các cổ đông công ty chúng tôi hả? Để bãi nhiệm ba của tôi đúng không? Chúng ta ở bên nhau suốt cả tang lễ mà cô nói gì vậy? Tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Vậy còn chuyện? Sửng mặt nạ của YB. Chuyện bên công ty mỹ phẩm tôi không thể ra mặt được. Vậy thì? Người khiến chúng tôi hôm nay không chuyển tiền cho cửa hàng được. Là ba của chị ấy, đúng chứ? Ba tôi là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Sao có thể gây ảnh hưởng tới các cửa hàng được? Là chính chị. Đã đi nói với các cổ đông đại lý là ba tôi tham ô công quỹ. <laughs> Thiệt, tôi không muốn trả lời cô luôn. Chị cũng chính là người Chuyển tiền vô tài khoản riêng của ba tôi Hơn nữa Lại vào cái ngày anh hai của tôi qua đời Đó là việc đầu tiên chị làm sau khi ngất xỉu tỉnh lại sao Càng chưa hút kêu chị làm vậy chứ gì Cô có nói gì tôi cũng không nhận đâu Cô có chứng cứ không Chuyện bắt cóc tôi Lợi dụng anh hai tôi Nếu chị là người ra lệnh thì ít ra chị phải tự trách bản thân mình chứ Cho nên chị mới ngất xỉu Vậy mà vừa mới tỉnh dậy chị đã lén tới nhà chúng tôi để làm chuyện đó rồi cô đúng là anh sao vậy trưởng phòng xin lôi cô ta ra ngoài cho tôi ai thiệt tình ờ à, tôi không có ở đây nha có chuyện gì vậy Chúng ta nói chuyện chút đi Anh không cần quan tâm đâu ca à Anh đừng kêu tên tôi như vậy có được không Chuyện gì mà buồn vậy Đau buồn lắm đúng không Tiền tổn thất của YBCT Cô cứu dạng thế nào gửi báo cáo đi Được Trong ba ngày tôi sẽ gửi cho anh Đúng rồi con mẹ của anh? Ờ, bây giờ có thể tự do lui tới quán chơi đông rồi hả? Ca do không tri cứu anh nữa sao? Con tới rồi hả? Mẹ à, mẹ đã tới quán chơi đông hả? Em tới để hỏi chuyện này sao? Đúng vậy, mẹ đã đánh nhau với Sena. Hai người phụ nữ hiện lành đó, đành phải giao con bé qua cho cô ta mẹ tức không thể chịu nổi cũng đâu thể làm gì khác được đâu đâu phải chỉ có vậy thậm chí cô ta còn muốn đuổi ba chồng đi nữa nghe nói căn nhà đó đứng tên chồng cô ta mẹ nhìn thấy cảnh đó không thể nào mà để yên được emily hình như có vấn đề về thần kinh đúng không <laughs> nửa đêm cô ta gọi điện thoại làm phiền chị mà nửa đêm em đã tới tìm ca giòn hả? Không nói chị biết thì sao? À... Em nhìn thằng bé ngủ một lát rồi đi. Không biết khi nào mới có lần sau nữa. À... Chắc cũng sẽ có ngày đó mà Em có thể cùng ca tới gặp con được nữa không Rồi sau này Em biết nói sao với thằng bé đây Em hoang mang quá Còn Căng Huynh Ki thế nào rồi Đau khổ lắm Anh ấy cảm thấy vì anh ấy Nên không thể đuổi Sena đi được Đó là bí mật ghê gớm tới như vậy sao Mẹ của anh ấy Cũng đã qua đời rồi mà Anh ấy nói Sợ ba anh ấy bị sốc hơn là bản thân anh ấy chị có thể bỏ đi cùng với anh Ki được không? <laughs> Trời. chị nên nói cho anh ấy biết chị chưa lấy chồng đi đã, chắc anh ấy tức giận lắm đó. À. sao chị lại gạt anh ấy chứ? cũng tại vì chị thấy tự ái quá đó, à. mùi thơm thiệt đó. ờ à, ờ, à, hôm nay mẹ đã gặp Yun Su rồi. bà đi cẩn thận, con chào bà. Lúc nào cũng chào hỏi rất lễ phép Mắt mũi của đó Cũng giống y hệt con Mẹ ơi ờ, Con ăn tối rồi chứ ừ. Sao mẹ về trễ vậy Mẹ xin lỗi Hôm nay mẹ hơi nhiều việc Nên về trễ một chút Khi nào chị xong Di mới tới chơi con thấy nhớ chị ấy quá ừ nè chà xuân duy nhà mình thích ăn kim chi quá <cười> <cười> nhưng mà khi nào mẹ con mới về vậy ừ mẹ con sắp về rồi <laughs> ừ. ăn cơm xong con với cậu sẽ làm gì đọc sách cho con nghe nha ừ. nè con ăn thêm đi à là ăn gì Tiền nằm ở trong tài khoản pháp nhân đã bị chuyển một tỷ qua tài khoản của giám đốc, mà giám đốc thì lại nói là không nhớ cái gì hết. Ba tôi nói là không nhớ sao? Lạ thiệt đó, trong tang lễ rõ ràng ba tôi đã nói với tôi như vậy mà. Sao? Ba tôi nói bây giờ chỉ tin vào tiền thôi, còn nói là sẽ đem bán công ty nữa. Trời ơi! Bộ có chuyện đó thật sao? Ba của Xuân Di trước đây chắc cũng đã mệt mỏi rất nhiều anh ở công ty chắc cũng đã nhìn ra được trời ơi thiệt tình anh hà anh đó chưa bao giờ nói với tôi chuyện này hết cô ấy cũng phải bảo vệ gia đình của mình chứ vì họ luôn nghĩ sell return là tài sản của riêng họ đúng là mắc cười thiệt dù cả nhà của họ chung tay gây dựng công ty nhưng bây giờ đã là công ty cổ phần nếu ban quản trị đã có quyết định như vậy á thì tôi á sẽ đưa ra trong cuộc họp cổ đông luôn thật ra hôm qua có một vị cổ đông nhỏ của seri đã liên lạc với tôi sao ông ta nói các cổ đông nhỏ muốn tổ chức bỏ phiếu bầu trong cuộc họp và muốn tôi tham gia <laughs> nhưng tôi làm sao tới đó được có gì mà không được chứ công ty của chúng ta được như hôm nay cũng là nhờ cô mà à, vậy anh có đồng ý đi cùng với tôi không ê dĩ nhiên là phải đi rồi tôi á sẽ nói hết tình trạng hiện giờ của giám đốc của chúng ta cho các cổ đông biết trong những lúc như vậy mà có xưởng trưởng, đúng là may mắn quá. Để tôi mời anh một ly. Ờ, à, sao? À, dạ, 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 được, được nè. À, tôi sẽ cố gắng lập tú. Mẹ à. Tối qua anh Trung Han đã tới đây. Anh nói sẽ quỳ xuống gian sinh mẹ. Nhưng con từ chối. Kêu ảnh đừng có tới đây nữa Sau khi nói như vậy Con lại cảm thấy Có lỗi với Junsu thêm một lần nữa Anh ấy nói sẽ tự chịu lỗi Ảnh nhìn Junsu ngủ rất lâu Rồi sau đó mới rời đi <laughs> Mẹ không nên khóc Chàng hay đi. Cô mới làm gì vậy? Tôi làm gì? Nè, cô không nên tùy tiện làm vậy với đàn ông đâu. Chi hôn cũng không có phản ứng gì luôn hả? Chuyện gì? Anh nói tôi làm vậy á hả? Nè! <laughs> Nếu mà anh không chịu, thì anh có thể dỗ lại mà. Mình đi thôi. Không lẽ hai người đang hẹn hò sao? Không có hợp đâu. Con về nha thím dạ con về nha ờ được rồi hai đứa dứt giả rồi họ đang hẹn hò với nhau sao mẹ hôm trước mẹ nói mua nhà mà Ồ, mẹ quên mất tiêu không biết căn bên khu sung su đã bán chưa căn nhà đó đứng tên đu yon mà cái gì ông chú đó định dâng căn nhà cho người ta luôn sao cũng không hiểu chuyện này là sao nữa chú à con tới rồi nè con đang ngủ sao còn mở đèn sáng choang khắp cả nhà nữa đu à đu dòn à đu dòn à con đừng đi đu dòn đu dòn à con đừng có đi mà đu dòn đừng đi đu à dạ con đi ba Cảm ơn con. Cảm ơn con, đu dọn à. Xuân Di à. Mẹ ơi. Ôi, <laughs> con chưa có vui không? Ừ. Mẹ ơi. <laughs> Con với mẹ cùng đi tắm rồi đi ngủ nha Dạ Xong rồi Dưới nhà Đang sửa lại phòng cho Sung Di Con chờ dài hôm nha Con muốn ngày nào cũng ngủ chung với mẹ Nếu vậy thì mẹ vui lắm luôn Mẹ ơi Mẹ thơm thiệt luôn á Trên người của Sung Di của mẹ Cũng có mùi rất là thơm Ba có gọi điện thoại về không vậy mẹ? Ờ, ba hả? Tại ba bận quá nên không có gọi điện thoại về. Vậy ba có gửi me cho mẹ không vậy? Lúc trước ba có nói sẽ gửi me cho mẹ mà, đúng vậy không mẹ? Ờ, <laughs> vậy để mai mẹ kiểm tra coi. Chúng ta ngủ nha. Dạ. Yeah. Càng xin à, trả đi. Xác của đất bê, tôi giờ vẫn chưa tìm được. Rốt cuộc bây giờ nó ra sao rồi? Chú làm cái gì vậy? Đúng là tôi quá xấu xa. Nên tôi mới giới thiệu em trai của tôi cho loại người như cô đó. <laughs> anh à, anh mau đuổi ông ta ra ngoài đi. Xuân Duy trong phòng nghe thấy bây giờ. Được rồi tổ trưởng cho, à. ra đây nói chuyện với tôi. Được bê, nhà tôi vẫn còn sống chưa, phải không? Đi. Thứ tuyệt mệnh đó là giả, phải không? Anh à, nè, đúng là vậy rồi, phải rồi, không? Đúng rồi, hả à. đi thôi. Mẹ ơi, con sợ quá. Ờ. À. Không sao đâu, Xuân Di à. Không ai dám đụng tới con hết. Nào. À. Ừ. À, sao hôm nay rượu có gì lạ vậy uống thêm vài hớp nữa rồi đi ngủ đi à tôi bây giờ tôi có hối hận cũng không kịp nữa rồi tại sao tôi lại vì tham tiền mà làm việc cho cô ta chứ trời ơi <laughs> Trời ơi đất mây à Đúng là không muốn đuổi Cũng không được mà Ba ngủ đi Ờ à, Anh đang ở đâu vậy Ở nhà Em gọi tới khuya quá hả Đúng đó Có chồng em bên cạnh mà em tự do vậy sao Um, em có chuyện muốn nói với anh Là về chuyện đó Đây rượu nè Ờ Anh xin lỗi nha Bây giờ anh nói chuyện có tiện hay không um, Không sao đâu Em nói đi Anh Không sao hết thiệt đó chứ Chuyện về mẹ anh Em biết rồi hả uh. Em thương hại nên gọi anh sao Ngày mai gặp nhau đi Em có chuyện muốn nói được rồi gọi lại sau nha ừ được rồi ngủ ngon nha <laughs> what <laughs> you Hmm. Ừ. làm gì ở đây vậy uống rượu một mình sao tôi đang định về đi hình như á tìm được tên đó rồi <laughs> Hai, Sena. <Sê> <laughs> Là ai đó? Giám đốc càng chê hút. Tôi tới tìm ông ấy. <cười> <cười> cô ta nói tìm tôi sao dạ có cần tôi gọi cô chủ xuống hay không không khoan đã mở cửa ra đi ừ. Ừ. dạ dạ con chào bác bác ơi con xin lỗi vì đã làm phiền bác trễ như vậy <laughs> coi bộ cô uống nhiều rồi ngồi xuống đi đã ừ con uống một chút thôi ừ. đúng ra thì con vì đang uống thuốc nên không được phép uống rượu à, nhưng mà hôm nay con liều mạng uống một bữa cô tìm tôi có chuyện gì chúng ta vô trong rồi nói được không bác đây là một chuyện vô cùng bí mật à. gì vậy con bé đang ngủ bạn của cô đang ở dưới lầu phiền muốn chết đi được cô ta tới đây làm gì chứ vô đây con cảm ơn bác bác à, Ê, ý, ý. à lúc bác tới tìm con vào sáu năm trước lúc đó bác có ý nghĩ gì lạ lùng hay không hả bác <laughs> lúc đó đúng ra con không có lý do gì phải đóng vai bạn gái của Jun Jung Han hết. Sena, tại sao Sena lại phải đưa tiền cho con và con đã dùng bí mật gì để đe dọa quỷ hiếp Sena? <laughs> Rốt cuộc cô đang muốn nói gì đây? À... Sena, cô cụ... sao phải mạo hiểm muốn giết con chứ? Rốt cuộc là cậu ấy có bí mật gì muôn dấu diếm? <laughs> bí mật đó hả? À, cậu đang ở đây làm gì vậy? <laughs> Sena, bác ạ, à, rốt cuộc là cô có thân phận gì vậy hả bác? <laughs> Bà đừng quan tâm tới cô ta. Ra <laughs> ngoài đi. <laughs> làm Đợi gì Chúc, vậy ba muốn nghe Rút cuộc là chuyện gì ờ, nghe thấy chưa chúng ta phải nghe lời của bác bà... ba bà. <laughs>